Sao? Kêu thứ tờ mà. Hả? Cái đặt tên lại xuống không chào hỏi. Em kêu là điện thoại em vẫn không quay đây từ đâu đó. Em đi làm xong có bản tên. Em mới kêu là em mới kêu là để em gọi người nhà giấy tờ ra, ông kêu ra sau xe tôi ngồi. Chấp nhận được không? Đúng rồi, vợ em vợ đúng không? Xe của ông này luôn. Cái việc vi phạm nó không quan trọng nhá, bọn em đi ngược chiều. Mà cũng không tham gia giấy tờ, em xuất trình giấy tờ với đây. Không gì đâu mà phải đứng tranh luận cãi nhau, em đi ngược chiều. Em không nói em đúng. Đúng rồi, em cứ xuất trình lên. Em không nói em đúng, nhưng mà anh hai chào em chưa, tự nhiên bắt em ra sau xe em ngồi làm gì. Còn mình hỏi em, anh đừng có nói chào, anh chưa cái tôi về đây, anh tổ em dừng lại thôi. Anh chưa hề chào em. Chào em rồi, anh nói cho đúng. Đâu có đó mà. Còn riêng nếu như thích lập biên bản. Thì bình thường có gì đâu mà em. Anh đó chứng minh của em còn. Anh có chẳng đó, chứng minh của em ở trong cái sổ khẩu á. Và giấy tờ xe là được rồi. Còn anh đi em sai em vi phạm nó kiểm tra thôi, còn nếu giấy tờ em có xuất trình ra có gì đâu. Còn bằng bằng cho nó sau xe đi em. Hai đi. Dương có gì đâu. Sai đâu thì nó chịu, nhưng mà vấn đề bảo hiểm đâu em. Kiểm tra bảo hiểm xe em. Bảo hiểm em bảo hiểm online. Không sao hết, em cũng xuất trình bảo hiểm online. Rồi thì em xuất trình cái bảo hiểm online chụp cái đó. Bây giờ sao vô kiểm tra? Ở đây kiểm tra còn máy em rồi. Xuất trình chứ có gì đâu. Cưới thì máy em có rồi. Mà em quên tách vô kiểm tra rồi. Thôi cho họ lập biên bản không có biên bản, không có bảo hiểm đủ được. Thì em cứ kiểm tra xem có không, tí nó bảo em xuất trình là không có. Tí nó bảo là em có bảo hiểm mà này rồi. Không có phải không? Không có. Cái gì đâu? Không có thì thôi, giờ đây không có thì thôi. Nhưng mà có thì em muốn mua, mà em mua chứng nhận giấy xanh mà. Thôi, mà muốn ra cái chủ con trai này chủ xã làm việc nhé. Làm cái giấy tờ một tí, làm cái biên bản về nó đấy, làm việc rồi lấy biên bản. Chính thế nào anh nói? Hai anh phải lập biên bản tại đây nhá. Không phải đưa đưa xe về đấy nhá, không đi đâu hết đâu nhá. Anh đường tên lại Vũ Cường đúng không? Đúng rồi. Anh cần giấy tờ em đi nhá. Ok. Mày đục cứng cọp rồi. Hả? Để đó, để làm về nó đơn luôn. Cứ làm đơn tiếp. Mẹ nó kêu đã kêu để kêu người nhà. Nó kêu đi đi ra xong cái kia ngồi đi để nó chở đi. Nó không cho xem giấy tờ, nó không chịu chờ xem giấy tờ. Ở cái đấy đi, đi về rồi. Không, em không chờ, em không chờ đâu.